Xã Thành Đức hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Trong năm 2020, huyện Gò Dầu tập trung đầu tư cho xã Thành Đức để giúp Thành Đức trở thành xã nông thôn mới thứ 6 trên địa bàn huyện vào cuối năm 2020. Với sự chỉ đạo từ cấp trên, ủy ban nhân dân xã Thành Đức đã tập trung lãnh đạo, tham mưu Đảng ủy đưa ra những giải pháp thiết thực cần thiết cho việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Cán bộ công chức được tập huấn thường xuyên về công tác xây dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức tuyên truyền các nội dung về xây dựng nông thôn mới một cách rộng rãi cho mọi người dân đều biết. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với mặt trận tổ quốc xã tuyên truyền lồng ghép nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới đến các tổ dân cư tự quản và được sự đồng tình hưởng ứng rất cao của nhân dân. Từ khi xã Thành Đức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân ngày càng cải thiện hơn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội có bước phát triển mạnh, góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói, giảm nghèo. Các cơ sở thương mại dịch vụ phát triển nhanh chóng, nhà cửa của người dân được xây dựng khang trang, Đảng Bộ và Chính quyền xã Thành Đức đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành và tổ chức chính trị xã hội tập trung mọi nguồn lực nhằm thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Tính đến nay, xã Thành Đức đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, thì xã Thành Đức được tỉnh, quyền chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới. Thì đảng quỹ đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Thì ngay từ đầu năm, đảng quỹ đã chỉ đạo các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội các chi si bộ trực thuộc tổ chức tiên truyền vận động cho người dân để tạo sự đồng thuận cao với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị sự đồng thuận của nhân dân thì đến giờ này thành đức đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thì qua một năm thực hiện thì nhìn lại thì thấy là với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân thì do dù nhiệm vụ khó khăn như thế nào chúng ta cũng thực hiện hoàn thành thì có thể nói nhìn lại trong năm qua thì với sự đóng góp người dân đã thực hiện trên 20 tuyến đường giao thông nông thôn và đóng góp về cái tiền ngày công và hiến đất trị giá trên 4 tỷ đồng phải nói là đây là một cái thành quả mà mà đảng bộ chính quyền và nhân dân thành đức đã thực hiện được thì bên cạnh thực hiện việc xây dựng nông thôn mới thì xã cũng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ theo cái nghị quyết của đảng quỹ cũng như của hội đồng dân kế hoạch phát triển của Ủy ban dân thì cuối năm được cấp trên đánh giá là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020. Triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo xã đã xác định đây là một công việc hết sức khó khăn vì phải dựa vào nhiều yếu tố, mà nhất là phải có sự đồng tình từ phía người dân. Cụ thể, tiêu chí về giao thông là một tiêu chí rất khó hoàn thành, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ để thu hút nguồn lực xã hội. Do đó, khi triển khai thực hiện các con đường ngõ xóm, chính quyền địa phương đều tổ chức họp dân, nêu rõ ý nghĩa, mục đích, trình bày các phương án và đưa ra mức đóng góp bình quân để người dân bàn bạc và thống nhất. Sau đó, các hộ dân cử người ra tham gia ban vận động và làm giám sát thi công. Ủy ban nhân dân xã huy động nhân dân khu vực tuyến đường đi qua trực tiếp tham gia thực hiện. Trong năm 2020, nhằm để chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thì với vai trò là bí thư xã đoàn đã tham mưu cho đảng quỹ, ủy ban đã thực hiện được các công trình phần việc mà đã đề ra để nhằm chúng ta xây dựng thôn mới. Cụ thể như là trong năm 2020 thì đã xây đã vận động nhân dân đóng góp để làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn được 5 tuyến đường, tổng kinh phí là khoảng 4 tỷ 500 triệu đồng và đồng thời thực hiện được 4 tuyến đường quê, trong đó thì có thắp sáng đường quê bằng điện năng lượng mặt trời là vận động nhân dân Bên cạnh đó thì cũng đã nhằm để xây dựng cho đoàn viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng đã xây dựng cho đoàn viên nghèo được hai căn nhà nhân ái mỗi căn nhà trị giá là 50 triệu đồng thì để thực hiện công tác an sinh xã hội thì cũng đã vận động các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho đoàn viên nghèo gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thành Đức trong năm thì được 200 phần quà trong năm 2020, xã Thành Đức đã thực hiện được 214 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài là hơn 130 km, chi phí hơn 67 tỷ đồng. Trong đó, có 9 tuyến đường trục xã, 20 tuyến đường trục ấp, 147 con đường ngõ xóm, còn lại là giao thông nội đồng. Ngoài việc đóng góp tiền ngày công lao động, người dân còn hiến đất, chặt bỏ cây trồng để làm những con đường giao thông nông thôn. Điển hình như hộ gia đình ông Ngô Văn Máy Ngô ấp Bông Trang đã tự nguyện hiến hơn 300 mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn. Tôi cũng có đóng góp chút ít về cái tinh thần, tại vì cũng nhờ nâng cấp của địa phương ấp xã, cũng tại vì mở được cái tuyến đường hậu trước kia thì tuyến đường rất là nhỏ, nó sau này là nhờ ấp xã địa phương nó mở mở rộng ra, tuyến đường rộng ra thì thành phần đó tôi cũng có đóng góp một số đất, vì ngang hai thước chiều dài cũng trăm mấy, thành ra cho con đường nó thông thoáng lớn lên để mình di chuyển đồ nông nghiệp nó dễ đi hơn, dễ dàng trong cái sự mình di chuyển qua lại. Bộ mặt của xã Thành Đức hôm nay đã thay đổi hoàn toàn. Nhiều con đường giao thông được nâng cấp, người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao. Ước tính thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng một người một năm. Thu nhập của người dân được nâng cao là nhờ xã có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp. Người nông dân từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách hợp lý, mang lại lợi nhuận kinh tế khá cao. Đến nay, toàn xã chỉ còn 29 hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội và 37 hộ nghèo địa phương, chiếm chưa đến 1% số hộ dân trên địa bàn xã. Cuộc sống của người dân trên địa bàn xã Thành Đức giờ đây đã được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Để vương mình trở thành xã nông thôn mới, đảng ủy và chính quyền xã Thành Đức phải nỗ lực đề ra các giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện. Nhất là công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình xây dựng. Có thể nói, từ khi triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Thành Đức đã thay đổi nhanh chóng, từ một xã nông thôn nghèo nàn trở thành một xã có nền kinh tế khá của huyện Gò Dầu. Hiệu quả mang lại từ công tác này là rất thiết thực. Đây là niềm vui và là nền tảng để đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân xã thành đức tiếp tục phấn đấu đưa nền kinh tế của xã ngày càng phát triển đi lên